Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi Mão chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Mão tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi năm 2021 sang tháng mới, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão lúc này rất đáng để mong đợi khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh, nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo nên nhiều người có cơ hội tăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài rồi tháng này, một số người cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần, bạn có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tài lộc. Từ vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, tháng này tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bạn vậy. Thậm chí có nhiều người có được của ăn của để, tiết kiệm được một khoản kha khá đảm bảo cho bạn có tương lai tốt hơn. Nhiều người tuổi này nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Lục Bạch bay về phương Bắc cho thấy những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chớp lấy thời cơ của mình. tử vi tuổi mão tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng, vận trình tình cảm của người tuổi mão trong tháng này có nhiều thay đổi tích cực vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời cũng như người thân của người ấy. Thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý để bạn có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bạn không thể tìm ngay được người vừa ý do đó phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng nhất là những ai có thái độ thô lỗ thiếu tôn trọng thì hãy loại họ sớm bằng thái độ vừa từ tốn vừa dứt khoát để đừng làm lãng phí thời gian của hai người thêm nữa nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm những cuộc trò chuyện khiến hai bạn lại gần nhau hơn thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng của mối quan hệ Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Mão âm lịch, tình hình sức khỏe của những con giáp tuổi Mão không có gì đáng lo ngại, bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi mệt bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia con giáp tuổi Mão nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2021. 1. Tân Mão thuộc mệnh Mộc Nam Thái Âm, nữ Thái Bạch khẩu quyết hãy rõ ràng trong chuyện tình cảm cũng như tiền bạc bạn nhé quý nhân thìn mão tiểu nhân ngọ hợi màu sắc may mắn nâu hồng hai quý mão thuộc mệnh kim nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết hãy công bằng với mọi người vì lúc đó bạn mới được tôn trọng quý nhân mùi dậu tiểu nhân ngọ thìn Màu sắc may mắn: trắng, xám. 3. Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết một số căng thẳng, hiểu nhầm của bạn đang được tháo gỡ. Quý nhân ngọ mùi. Tiểu nhân tị hợi. Màu sắc may mắn: đen tím. 4. Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết may mắn có được những chỉ dẫn để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ quý nhân mão ngọ tiểu nhân dậu dần màu sắc may mắn vàng hồng năm kỳ mão thuộc mệnh thổ nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết tài khí được cải thiện đáng kể có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu quý nhân hợi mùi tiểu nhân tí thân màu sắc may mắn cam trắng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại